Dạ hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả anh chị nha. Hôm nay lại Trần em lại về tiếp tục thuê một con Ford nè. Limousine anh chị nha. Chuyên cơ mặt đất, sản xuất năm 2013. Đây là chiếc xe gia đình, không có một xíu dịch vụ đâu nha. Không có hợp tác xã đâu anh chị yên tâm. Đó, xe gia đình người ta đang sử dụng đó anh chị. Đời rất là cao, đời 23 nha. Đồng sơn phong dáng của em nó, bằng xem nó một cái áo màu trắng nè. Rất là đẹp, xe chính chủ ký giấy ok. 61B01029 nha. Cùng mâm nè, cùng mâm của Ford nè. Nguyên bản theo xe rim từ anh chết anh chị ạ. Gầm bề ở trong nè. Mới len keng luôn. Không có dấu hiệu là mục mọt nha. Xe này là chạy là quá ok rồi. Trang bị là cùng thắng ABS đầy đủ trên con xe nhé. Hai cửa sau mở là màn hình cam gia đầy đủ trên con xe rồi. Hai cụm đèn là nguyên rin rồi anh chị ạ. Từ những cánh cửa sau nè. Rất là liền lạc. Cửa lùa anh chị nhé. Đây là cửa lùa nè. Đây chừng anh test cho anh chị coi phần cửa trước nè. Đây nè. Anh chị coi bề các chân của cửa lùa nè. Đóng vô nè. Đó chị thấy không? Đóng vô cửa nó từ gộp lại hết toàn diện trên con xe nhé. Dán pin cách nhiệt hết toàn diện rồi. Xe không một vết trời, đang đưa qua công nghệ cho người ta xử lý nhá. Đời 23. Đây anh chị coi nè anh chị. Đó, anh chị thấy chưa? Đâu để bước vô trong con xe coi đi. Nội thất con xe nó sang trọng cỡ nào nhá. Hãy cùng Trần Anh trải nghiệm về phần nội thất nè. Trước tiên nè, mở cửa ra có một cái bệ gác chân. Anh chị bước lên rất là nhẹ nhàng. Ghế ở trong nè. Mát xe đầy đủ trên con xe rồi anh chị nhá. Đây là một căn nhà di động, tích hợp là có điện thoại, tủ lạnh, tivi, một cái tivi cực khủng luôn. Màn hình là 55 inch anh chị ạ. À. Đây là cái tivi màn hình 55 inch nè. Đó, to cực khủng nhá. Từ phần ghế nè, dàn lạnh âm thanh loa là ốp giả gỗ hết toàn bộ nguyên bản, nguyên rin theo xe rồi anh chị nha. Đây là bốn cánh cửa là chỉnh điện nè. Rất là nhẹ nhàng, xíu chừng anh sẽ test cho anh chị coi nhá. Đó, chiếc xe là bao đẹp luôn. Đây là chiếc xe gia đình anh chị nha. Không có dịch vụ đâu, cho nên anh chị đừng có hỏi chừng anh xe này có dịch vụ hay không nha. Đây anh chị ạ. À. Người ta chạy gia đình đó. Đây là phần ghế nè. Ghế ngồi là mát xe đầy đủ trên con xe rồi. Dòng xe này phía sau là 7 chỗ ngồi anh chị nha. Phía sau là 3 người nè. Đó, đây nè. Ghế phía sau là 3 người ngồi nè. Đây, 2 người nữa là 5. 5 trên 2 người đó là 7 người. 7 người với trên bác tài 2 người là 9 người anh chị nha. Đây nè anh chị ạ. Full hết rồi, đang để cho giòn màn hình nè. Màn hình trước sau nè. Dàn lạnh nè. Dàn lạnh là nguyên rim cho xe nhá. Đó, đèn đóm rồi, đầy đủ các kiểu đồ chơi hết rồi. Anh chị coi nè. Ghế chỉnh điện, mát xe, đồ đựng nước, đầy đủ trên con xe hết nha anh chị nha. Trần nè, anh chị coi trần nè. Trần là ốp hoa văn rất là đẹp nè. Đó, chị thấy không? Đèn đóm ở trên trần nè, đầy đủ hết. Sau là trang bị có một cái dàn nhạc đó nè anh chị ạ, học để đồ nè. Đó, học để đĩa nè. Gì thấy chưa? Tivi nè, một cái tivi cực khủng luôn nhá. Đây nè, có cái này có chế độ máy lạnh nè. Máy lạnh và tủ lạnh anh chị nha, đây là tủ lạnh nè. Đó, tủ lạnh của em nó đây. Đây chừng anh test cho anh chị coi nè. Đây là phần tủ lạnh nè. Ở trong anh chị có thể đựng nước, đựng đồ nha, rất là mát mẻ luôn. Full hết rồi. Học để đồ nè, ngăn để đồ nè. Đóng lại nè. Đây là có điện thoại nè. Hello, mang cho tôi một ly nước. Có luôn anh chị ạ. Điện thoại để bàn nhá. Đây nè anh chị ạ. Telephone, điện thoại để bàn đây. Đó, đầy đủ chức năng trên con xe rồi anh chị ạ. Rất là đẹp. Hai bên nè. Đó, lên đèn đóm, đèn bầu lên hết toàn bộ rồi nha anh chị nha. Hai dàn lạnh anh chị coi nè. Đó, dàn lạnh là nguyên rim theo xe hết từ anh Z. Hãy trải nghiệm với chúng anh vô phần nội thất nha. Rồi em đề máy lên. Em sẽ test cho anh chị coi con limousine này. Limousine chuyên cơ mặt đất. Đây là một chiếc xe gia đình anh chị nha. Không có một xíu dịch vụ gì đâu. Người ta mua và người ta chở gia đình đó. Dòng này chỉ chở các sếp lớn đi thôi. Đó. Ghế ngồi thì mát xa, ghế chỉnh điện hết toàn diện ngay trên con xe anh chị nha. Em ơi, đây là phần nội thất phía trong nè anh chị. Nội thất phía bên tài nè, nỉ hết toàn bộ nè.
Đó, chừng là chừng nãy anh chị nha. Đời 23. Xe này không có dấu hiệu là cứng đụng tông va đâu nha anh chị. Máy là anh chị coi mạc tem nè. Mạc tem của máy còn nguyên rin theo nhà sản xuất luôn nha. Rin đét. Đó anh chị thấy chưa? Cọp lắm. Cụm đèn nguyên bản theo con pho trang xích rồi. Đây ạ. À. Đây chừng anh leo lên cho anh test cho anh chị coi nhé. Ủa, đây em lấy cái chìa khóa nè. Em ơi, lấy cho anh cái chìa khóa con pho này với. Dòng xe thân thoáng lắm, gầm cao bánh lớn nha. Tha hồ sử dụng luôn. 61B01029. À, chừng anh test phần máy cho anh chị coi này nè. Chìa khóa riêng theo xe nhé. Của dòng pho nè. Hoặc là chìa khóa này đây nè. Đây ạ. À. Con ở đây được 133.137 km rồi nha anh chị nha. À, mở phát không? Có đầy đủ máy lạnh ưu tiên mọi thứ chức năng AC. AC điều hòa tự động nè anh chị ạ. À. Nhấn AC vô nè. Đó, máy lạnh mở phát là có lạnh rồi. Nè anh chị. Mở phát có máy lạnh rồi nha. Côn số nè. Trợ lực lái nè. Trợ lực lái nè của Ford nè, trang bị ở túi khí. Trang bị ở túi khí trên vô lăng nha, đây phần tắp lô nè. Anh chị coi phần tắp lô nè. Không có dấu hiệu là khoan đục nhé. Đó. Dòng này thì không có chạy dịch vụ đâu anh chị ạ. Đầy đủ chức năng đây nè. Camera nè. Camera đầy đủ hết nhá. Trang bị màn hình camera nè. Trang bị là túi khí nè anh chị ạ. Tích hợp là có gương chỉnh điện nữa nè anh chị. Bên đây là có gương chỉnh điện toàn diện những con xe nhá. Mua về là chạy thôi. Đây là chỉnh điện rất là mượt mà nè, chị thấy chưa? Đó, chỉnh điện đấy. Rất là mượt mà luôn. Dòng xe Ford thương hiệu đến từ Mỹ anh chị nha. Đó, nội thất của con xe đó. Anh chị thích dòng này thì cứ alo trực tiếp cho Trường Anh Ô Tô nhé. Đây là trải nghiệm vô phần phần máy phía trong nhé. Đây là ghế nè, anh chị coi ghế có thể chỉnh điện nè. Đó, anh chị thấy chưa? Ghế thụt ra thụt vô được nhé. Đó, thụt ra nè. Rất là thoải mái. Đây ạ. À. Tiếp theo nè. Đèn đóm tivi nè, anh chị coi một cái tivi nè. Cực khủng chưa? Chừng anh quất luôn cái em này về để em đi du lịch luôn. Chở các anh các chị đi họp hành các kiểu con đà điểu nha. Loa âm thanh dàn nhạc rất là hay. Tivi 50 mấy inch nên là bự lắm. Đèn đóm nè. Pin hết học để đồ nè. Đó, anh chị coi dàn lạnh nè. Mở phải có lạnh rồi nha. Trang bị nè, dàn CD nghe nhạc, ngồi người ngồi phía sau có thể tận hưởng âm thanh riêng cho bản thân mình nhé. Máy lạnh nè. Tủ lạnh nè. Tủ lạnh có lạnh rồi nha anh chị nha, mở lạnh là có lạnh luôn rồi anh chị ạ. Có lạnh rồi. Quá tuyệt vời. Đây là dàn lạnh phía sau nè. Mở dàn lạnh nè. Đó, chỉnh nè, mọi thứ chức năng đang hoạt động hết AC. Đây ạ. À. Anh chị xem nhá, phần ghế chỉnh điện nè. Cái bên này chắc nó bị sao đây nè. Để cho anh thử nhá. Đó, đèn đóm trên trần anh chị coi nè. Đèn đóm nè anh chị sao? Mở công tắc cái đèn đóm hai bên nè. Sáng rực rực chìm ơi luôn nhá. Đẹp lắm. Có cái điện thoại luôn nè. Xe này là dành chở các sếp anh chị nha. Đây nè, rèm nè anh chị coi nè. Rèm chống nóng nè. Thấy giờ chỉnh toàn bộ nha. Chừng anh ngồi đây chừng anh có cảm giác rất là sung sướng cuộc đời luôn. Cuộc đời ước gì mình được ngồi xe này hoài. Đó chị thấy không?
rèm điều chỉnh hết từ A đến Z luôn, rất là đẹp. Đây là rèm chỉnh phía sau nhé, anh chị xem nè, một nút nhấn thông minh thôi nè. Đó, rèm mà kéo xuống nè, anh chị thấy chưa, mở lên nè. Bên này cũng vậy nhá, đây nè, chỉnh toàn diện hết nhá. Đây là rèm chống nóng anh chị nha, chống nắng nè, hè xuống nè. Đó, mở lên nè, bấm một phát là lên hết toàn bộ. Đầy đủ chức năng nè, tẩu sạc nè, cắm điện thoại đầy đủ trên con xe rồi nhá, không có thiếu bất cứ một khoản gì đâu chị ạ. Mua về là chạy thôi. Đây nè, người ta có ghi nè, bật tắt đèn on off, đó đầy đủ hết chị chưa, đèn phát mở cái sáng trưng à. Đây là tích hợp là có ghế chính điện, đây cho anh coi nè, đó ghế chính điện nè, trước sau nè, đó đuổi ghế về phía sau anh chị nha, lấy ghế về phía trước nè, họ đang hoạt động nhá, đập ghế nè, đó mọi thứ chức năng của con xe nè. Anh chị thấy cặp ghế chưa? Ngã ghế nè. Thế nè, chế độ mát xa chân nè. Đó, cụp, cụp nè. Đó, cụp lại xếp, xếp lại rất là gọn gàng nha. Bung nè. Anh chị thấy chưa? Đầy đủ chức năng trên con xe rồi. Hai bên y chang nhau nha, ghế sau nè cũng đang hoạt động nè. Đầy đủ hết anh chị ạ. À, ghế thì chạy nè. Cụp ghế nè. Đây nè. Toàn bộ là chỉnh điện hết toàn diện nhá. Đó, chất lắm. Người ngồi sau có thể rất là thoải mái. Đây ạ, Trần Anh cảm giác Trần Anh đang ngồi, anh chị coi nè, ngồi trên đây mà tận hưởng với một cái không gian như một cái căn nhà di động thì cảm giác quá là tuyệt vời. Đây là rèm nè. Đấy, lên nè. Đời 23 anh chị nhá. Rất sang trọng và rất quý phái luôn. Anh chị ngồi đối diện nhau, anh chị có thể ngó nhau nhá, và cùng cùng nhau nở nụ cười trên môi, rất là tuyệt vời. Dàn lạnh nè, dàn lạnh âm trần nè, nguyên bản theo xe nè, rin từ A đến Z, máy nổ cực êm luôn nhá, có cái điện thoại để liên lạc bên ngoài nữa nè, anh chị thấy chưa, ghế ngồi sau rất là thoải mái nè, một cái dàn lạnh cực lớn luôn nè, anh chị thấy chưa, đó dàn lạnh đang hoạt động nè, mở phát là có máy lạnh luôn rồi nhá, đây là đang hoạt động nè, gió cực mạnh luôn. Ngồi xe này thì không phải suy nghĩ rồi. Cặp loa Pioneer nè, riêng dòng Ford này xài loa Pioneer nhá, xài la rất là xịn. Ngồi sau có thể chỉnh nè. Đó, rèm nè, chỉnh nè. Chị thấy chưa, đẹp lắm. Hai bên nè, đây là phía sau anh chị nha. Nút công tắc nè, nút công tắc này là của dành cho cái rèm phía sau nè. Rất là thoải mái. Đó là chiếc xe gia đình đó. Anh chị ưng dòng này thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô. Chuyên cơ mặt đất nha. Đó, thích là múc về thôi, múc về chạy thôi. Giá tiền thì rẻ bèo. Đó, chị thấy chưa, VIP lắm. Đó là form dáng con Ford anh chị, đời 23 nhá. Xe này không có hợp tác xã gì đâu, anh chị mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Chở gia đình đi chơi rất là ok luôn. Đi du lịch, đi nghỉ mát, chỗ ngồi rất là thông thoáng. Trên xe là bao gồm option rồi, rèm chống nắng nè, học để đồ nè, điện thoại liên lạc nè, rồi tủ lạnh nè, TV nè, wifi nè, đầy đủ chức năng trên con xe. Cửa lùa nè anh chị coi nè. Đó,
đóng lại là lùa hết toàn diện rồi nhá. Đẹp chưa? Mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Chất cửa đóng rất là liền lạc nè. Máy móc thì nổ cực lành luôn. Mua về là chạy. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nhá. Đó, hai cụm đèn nè. Hai cụm đèn là mới nguyên zin cho xe luôn nè anh chị ạ. Biểu tượng của Ford nhá. Đây là máy nè. Máy mạch tem nguyên bản cho xe nè. Rin nguyên hết. Lỗ rất là êm ái. Xe không có xíu đồ hơi nè. Đó chị thấy không? Xe là không có xíu đồ hơi luôn nhá. Máy nổ chất lùi à. Anh chị thích dòng này thì cái alo trực tiếp cho Trường Anh Ô Tô nhé. Giá rẻ. Đó. Trường Anh muốn lên ôm vô lăng chạy thử một vòng quá. Thấy nó tuyệt vời làm sao đó. Đây anh chị. Ủa sao mình lên nhanh, lúc nào mình lên nhanh rồi. Thấy nè. Đó anh chị thấy không? Quá tuyệt vời, thắng tay nè. Mọi thứ chức năng nè, đầy đủ nhá. R nè, ve nè. Nè cam nè, cam ve phía sau nè. Đầy đủ trên con xe luôn. Dòng xe Ford anh chị nhá. Chạy cực sướng. Đây là trải nghiệm cùng với Trần Anh đi đi một vòng xem chiếc xe nó như thế nào nhá. Đó, ngồi chỗ ngồi chạy cực thoải mái trên con xe luôn. Cảm giác tuyệt vời lắm. Em chưa bao giờ mà tài xế cầm vô lăng con xe dòng xe đời cao cấp này nhá. Mà giá tiền thì cực rẻ đến với tay người tiêu dùng luôn. Người ngồi sau có thể nghe nhạc, xem phim, giải trí các kiểu con là điệu. Quá tuyệt vời, gương chiếu hậu là rất là to nha hai bên nè. Đẹp lắm anh chị ạ. Anh chị thích dòng này thì cứ alo cho em. Chạy rẻ lắm anh chị ạ, đèn còi này. Trang bị túi khí nữa anh chị thấy không? Đó, chiếc xe còn đẹp mãi với thời gian nhá. Quá tuyệt vời luôn. Thắng cực ăn, trang bị cũng thắng ABS, chống bó cứng phanh. Rất là ok trên chiếc xe luôn anh chị ạ. Ve nè. Đó chị thấy chưa? Xong, em đã kết thúc buổi chạy xe nhé. Đó anh chị nào thích thì liên hệ anh em. Đồ mốt nguyên zin theo Ford nhé anh chị nhé. Không có dấu hiệu đồ chế đâu. Nói chung là một chiếc xe đẹp mà Trường Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các bà con bác đó. Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Mua về chở gia đình đi du lịch đi biển rất là thoải mái luôn. Đó, tổng quan con xe thì Trường Anh đã giới thiệu chi tiết hết toàn thể đến bà con rồi đó. Đang để đây cho anh em tẩy rửa làm đẹp toàn diện trên con xe nè. Rồi Trường Anh sẽ phải đăng bán con này nhá. Đây anh chị ở gầm bệ nè. Gầm bệ phía trong anh chị coi nè. Đó chị coi nè. Không có một xíu mục mọt đâu nhá. Riêng cái phần gầm nè. Con này dẫn đồng cầu sâu anh chị nhá. Đây là cái lát cầu sâu nè anh chị thấy không? Chục của cầu sau đây nè. Rin nguyên hết nhá. Đó, mua về là chạy thôi. Anh chị thích dòng này thì alo trực tiếp cho Trường Anh Ô Tô. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé.